hưởng cái nhà này, tao quy rủa tất cả chúng mày. Là lời nguyền tan tóc ấy hay ánh mắt căm thù của cô hầu gái không này giờ con quên được mối thù giết đã mang đến bi kịch cho Trần gia. Cuộc tình sâu sắc nhưng nhiều tủi nhục với cậu cả. Tôi không thể cưới một người ở để cô ta làm bà chủ trong cái nhà được. Đám cưới rỡ ràng nhưng đầy đắng cay với cậu ba. Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy cô về làm vợ. Quy rô các ơi! Khi yêu thương không xóa được định kiến chủ tớ. Dù em có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì em vẫn là một người ở. Đúng rồi, của cô là tình vợ chồng cũng vô nghĩa bởi giai cấp đã phân chia. Tất cả đó chính là giai cấp. Hạnh phúc là như thế nào? Cô gái ấy mãi không chạm tay vào hạnh phúc. Lời gì?